chỗ nào, chỗ nào đi cái. Chị đây. Chỗ em, chú con cô cái gì? Mẹ chơi này. Mẹ đến rồi đúng không? Mẹ sắp đến rồi. Thằng ơi. Ôi đó cái lực. Mình về nhì con ạ. Con chào mẹ. Mẹ ơi, mẹ của con. Ơ phải bỏ nào chứ, có người ở đây. Cháu chào bác à. Ôi ôi. Bố xe không? Bố xe, ai đấy? Ôi, con cẩn thận nhé. Ok, xin chào quý vị các bạn. Hôm nay là ngày mưa các bạn ạ, thì là một cái nội dung mà mình quay tại gia đình của mình. À, nhà bố vợ mình các bạn ạ. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào quý vị khán giả. Nào đua nhá, xong là về chúng ta sẽ lựa chọn một con gà để mổ các bạn ạ. Một, bắt đầu. Ôi. À. Bố về nhì à? Gạch đây bố ạ. Đâu? Gạch đây. Bố chưa qua gạch đi, qua gạch đi. Thế bố về nhì à? Đua lại không? Gạch đây này. À ok. Chào để bố tăng số nha. Ơ kìa bố. Ai cần tăng số? Tăng số đạp gì nhá. À. Đua lại. Từ giờ thì bố đang để số 3. Từ từ đã. Đi cái này thắng chắc rồi. Thắng chắc rồi Nhi ạ. Bét ra. Ây da, đúng rồi, đạp này nhẹ hơn này. Vòng đây. Vòng này bao nhiêu luôn nhá. Đi đâu Nhi? Rồi các bạn, trong cái thời điểm hiện tại bây giờ là nghỉ hè, thế nên là hai bé nhà mình đang ở nhà. Nhi chạy thôi con. Nhi đi được không? Đua xong vào bắt một con gà. Mấy này trời khá là mưa các bạn, ở trên khu vực Lào Cai của mình. Vườn bưởi, không biết là năm nay có bị ảnh hưởng gì không. Những năm đầu tiên bưởi này nhà mình lấy từ diễn lên. Và những quả thời điểm đầu tiên bán 30 hay thậm chí 50.000 một quả. Giờ đây thì ở khu vực này bưởi dường như là bão hòa các bạn ạ. Bão hòa. Nhưng con bưởi này vào chính vụ chỉ có thể bán được 15-20.000 một quả thôi. Úi dồi ôi, rộng này bắt nào được. Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà. Đuổi rồi nó về cái đây, nhưng mà nó vào chuồng này thì bắt ở trong chuồng thôi. Dồn vào chuồng à? Không cho. Không cho à? Ha 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 ha
Hôm nay sẽ nấu bữa cơm liên quan đến gà các bạn nhé, chắc là gà luộc thôi. Bắt con gà trước cho bữa trời tối các bạn ạ. Con gà đấy là con gà trống. Con gà đấy là con gà trống thường. Đi con ơi, về đi. Con nuôi nó. Nuôi nó. Nuôi nó. Nhi báo cáo ông, Nhi có con chim chưa? Có rồi. Mấy này là trời mưa lũ các bạn. Thế là đằng sau nhà thì đặt cái đõ được tôm này. Sau tay mùn tơi ở nhà sẵn rồi, chỉ xay cái này lọc nấu rồi. Thế Nhi ra đi hái ngô nhá, thì bố ở nhà bố cắt kia con gà nhá. Không đâu á. À rồi rồi, không, ở bố không cắt đâu. Bố chỉ bảo tồn nó thôi. Nhi chào gà nhá. Chào gà đi đâu? Thế con dặn dò bố gì không? Con bảo bố gì? Bố không cắt đó. Bố không cắt đâu. Ôi, đi đâu bố mổ nó à? Đợi cho bố bắt sờ một tí. Để bố đi nấu canh măng chua thôi. Yeah, cậu ăn chưa? Con sẽ chờ một tí. Cậu có hát tắt đây đâu mà cúi đầu xuống. Lên. Nào đi, dặn dò bố gì, dặn đi xong lần đi ra mình vườn. Mình đàn với thích Minh Nhi à? Đây, đứng đây. Không cho mổ. Rồi đi hái. Đi. Con... Thơm nó nhá. Hả? Thơm nó nhá. Úi dồi, thơm nó. Con thơm nó. Trời nó hôi lắm. Đi con nhiều lắm. Đây, thơm mẹ bảo thơm cái này. Thơm gió đi, rồi. Đi. Bố thấy trong chuồng một đầy. Được. Đi. Mấy nữa bảo bố kiếm tiền mua miếng đất rộng để làm vườn đi, mẹ làm cho cái chuồng nuôi gà. Vâng. Đi chợ thận trơn con nhá. Mưa một cái là rau muống tốt luôn. Đấy. Con thế con không ăn thịt gà để con ăn nem nhá. Tí vậy đi. Kia để ăn nem. Ngô này thì ngô này nó còn chưa đen dâu ấy. Mẹ ơi, xem này có bị đá vào. Đi tạm thôi. Ngô này chưa luộc được đâu. Bóc cho lên. Ngô này chưa luộc được rồi. Con đào với. Sao lại con đào với? Kiểm tra chất lượng hình ảnh nào. Mình bóc ra mai chuột khi mẹ vào nó ăn nữa thì thôi. Ui dồi ôi, rất là non và xanh. Rất là non và xanh. Đột kích chưa cái nhờ. Chiến dịch đột kích vườn ngô đã thất bại rồi. Còn rất là non. Ngô dâu trắng rất là ngon nhưng mà đã hết lứa rồi. Thế thì... lại cái này đợi. Kiếm vua mà. Úi giời, con ơi đừng hất ra ngoài, hất vào trong chứ. Kiến vua đấy. Kiến vua á? Con đấy là con kiến bọt đấy. À, bọc. Ok các bạn. À, con gà thì cắt tiết xong, chờ cái siêu nước sôi để về lặt lông các bạn nhé. Trước khi về nữa thì làm một luống thể dục thể thao. Luống này to hơn đấy. Hả? Luống này to hơn. Làm một luống thể dục thể thao xong rồi về nấu ăn. Luống này to hơn. Mấy này mình lên cân thực sự luôn đấy. Đáng lo lắng, chắc phải chơi thì thể dục thể thao thôi. Ăn được lợn này. Lên cân thực sự luôn, sau Tết lên là 5 cân. Ôi, mình đi câu cá. Đi câu cá không? À. Nếu có run. Con sẽ đi tìm run cho. Từ từ, bố xem có run không? Con sẽ đi thử run kìa. Con sẽ tìm thấy run. Cái lúa này to lắm. Cái lúa này to hơn lúc này.
thôi con thể dục thể thao đây này, run đây này, con đi câu không? Nào, ai cổ vũ cho bố nào? Ok. Mẹ. Cổ vũ bố. Ôi, bố này. Mẹ ơi, bố em. Con ơi, phải nhìn chứ. Con ơi, tiến dần ra đằng kia đi. Ôi, nhiều run lắm. Đấy, con run này. Từ nãy giờ ấy, em uống này nhiều run dã man luôn đấy. Để bố nhà cho tí không đi câu này. Con đi lấy xô đi, đá quay ra cái lấy xô đi. Lấy cái chậu cũng được. Con cút mà. Không, lấy xô đi, cái chậu đấy để đựng đấy. Ôi. Ôi cái lo này mệt quá. Đấy, cứ đứng đây. Từ nãy cầm run à. Từ nãy cầm run đi. Mẹ cái xô mà con. Cái này được không bố? Được, được, đây đây, hai con này. Lấy cái đi. Lấy cái này xúc vào. Con không thấy là mẹ đang dẫn đường con ạ, à? Dẫn đường à? Nhanh lên thua bây giờ. Ê kia. Nhưng mà buồn tay quá. Con mày không được mới. Mày sao? Con đi ra đi, con đi ra đi. Nhi ơi, Nhi, Nhi lùi ra kia đi, mẹ sắp thắng rồi nhanh. Lùi ra kia đi. Cua không mệt mà nói hai đứa mệt quá. Hai đứa đi ra đầu đằng kia nhanh. Nhi. Một. Bố ơi, con ơi, bố làm được. Đi ra đằng kia đi. Nhi, mẹ thua bây giờ. Nhi, đi ra đằng kia đi. Giải cúp vườn mở rộng à? Cái lưỡng này bé hơn. Đúng rồi, đi xa đi. Đến đâu ơi, đi kia nào ơi. Nên Đạt đi kẻ vịch vạch đích đi kẻ Đạt. À không vết nhờ đi đón đầu à? Đó là kẻ vạch đích đi. Kẻ vạch đích ở đây này. Ờ à, đâu chỗ nào? Thôi con được cười cười buồn. Buồn run hết cả tay à. Kẻ vạch đích của mẹ. Đâu chỗ nào? Của bố đến đây này, của mẹ là cái này. Mẹ đến chỗ này thì thắng. Của bố đến chỗ này thì thắng nha. Ok. Cuộc chiến khúc khoang nhựa. Sao đến đích rồi? Nhìn ra, anh cúc sâu hơn đấy nhá. Em cũng hơi hờn đấy, anh cúc sâu hơn đây này. Em buồn cười quá. Này, anh cúc sâu hơn đấy chứ. Cái lỗ này bé. Đâu, đứng lên cổ vũ các kiểu thế nào. Buồn cười quá. Ai? Ừ? Đọc ai? Nhiều luôn lắm. Con á. Ừ. Chạy đi đâu? Bye bye. Ui trời ơi. Tại mẹ buồn cười quá. Mày cũng buồn mở rộng à? Mình thắng rồi Đạt ơi. Tại mẹ buồn mình cười sao? Quá nó, tay nó cứ trơn ý. Ôi! Sao mày nhắc vậy? Chỗ nào? Chỗ nào đi cây? Đi đấy. Chỗ em, chú con cuốn cái gì? Mẹ chỗ này. Mẹ đến rồi đúng không? Mẹ sắp đến rồi. Mẹ sắp vào đấy. Bố cuối cùng con đã thắng. Thắng rồi. Ôi đói cả lưng. Mình về nhì con ạ. Thế này. Đập đi. Đập luôn đi. Cục tí nữa chui vào chân. Ô đến kia đi. Đã hết luôn đâu. Đến luôn. Ôi dồi ôi. Thắng rồi. Ôi dồi ôi mình cua này. Con đi tìm sâu. Mình cua sâu này mà. Con đi tìm sâu ơi. Cái luống này chỉ cần như này thôi, hiểu không? Ừ. Đây bố. Nhìn em. Đây bố. Ôi trời. Có chơi hiệp 2 không? Tại cứ nói em buồn cười ý. Mấy bạn. Cua mà con sâu thì con sâu kia chết rồi. Ừ. Anh ơi.
thắng rồi, yeah. Ra chúc mừng đi con. Mẹ. Bỏ cái này ra cho đi chúc mừng. Ơ. Mẹ. Ồ, thắng thua cũng phải chúc mừng chứ. Thôi. Thắng thua vẫn phải về mổ gà. Chứ con gà. Mình làm nem. Anh làm gà, em làm nem. Tìm rau về nấu ăn đi. Ngoài đằng sau này mấy đứa là có ngô ăn này các bạn này. Đẹp quá, ngô. Đang ngô nếp đấy nhỉ. Nếp làm nếp dâu trắng, bên trong kia vẫn bị đổ kìa. Trời mới đổ. Hôm qua mưa to quá. Mệt quá, mệt mỏi khi kiếm được một ít con sâu. Có đi câu không để bố về bố lấy trời này, hôm nay nước to mới là có cắn không? Như đi câu bố không? Bố hỏi. Mỗi đô đây còn. Câu với mẹ. Ờ thì con câu với mẹ. Ờ con nói với mẹ thôi. Mỗi mẹ bố con đi câu. Có ăn thì câu được mấy phút? Được 2 phút. Phá game như này, Nhi ơi. Mẹ, chắc con đi bà. Cùng bố, chắc con đi cùng. Bố phải về nấu cơm. Để con đi câu cá con mẹ. Với cả không có mưa nước to lắm con ạ. Nhưng mà có khi lại cắn đấy nhỉ? Có, con cắn đi. Không cắn đâu, mưa to nó nhiều mồi. Tay này còn đau không con? Thế đâu vậy ạ? Đi, Nhi ơi về. Về, 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 về. Nhi ra cái lấy hành là... để luộc rau làm nem nhanh. Về con đây. Rồi lúc này mai còn mưa nữa, ở nhà vào cuốc làm con gà nữa. Đi, đi Nhi ơi. Đi. Câu tí nè. Dừa cho vợ mình nhà mổ. Không, nhà. Con tưởng là ấy để con làm cho. Rồi á. Chết rồi. Con gà chắc là lúc này nó vấp vào dao á. Chết rồi, tí nữa về đánh bố nhá. Mổ gà con à. Chết rồi. Chứ để mang xin bà con khác về nuôi nhá. Hả? Sao? Nó vấp vào dao rồi. Thương nó à? Thương nó à? Mẹ ơi, sao bố lại mổ gà? Không sao, không sao. Kìa, còn đầy ngoài kìa mà con. Gà nó là thực phẩm mà con. Mổ á? Vâng. Nhưng mà gà nuôi để lấy thịt ăn mà. Không lấy thịt đâu. Ôi trời ơi. Thế chỉ ăn rau thôi à? Chỉ ăn rau thôi à? Không ăn à? Ô, mẹ thương, mẹ thương. Được rồi. Hôm nào mẹ làm một cái chuồng, mẹ mua cho con một con gà bé nuôi nhá. Và con mèo bé. Con mèo bé à? Thế nuôi con gì nữa? Một con chó, một con mèo, một con gà, một con gì nữa? Con bé thôi. Con bé thôi á? À? Nhưng mà nó ăn thì nó phải lớn, nó phải to chứ, nó ăn bé mãi được đâu. Mà con rùa. Con rùa á? Vâng. Rùa. Nhưng mà con có cho nó ăn không? Vâng.
Trời ạ. Đập. Cái này thưa quá. Đây, đây, đây. Đấy, vùng mình đặt. Hai. Số 2 nó mạnh lắm đấy. Đẩy vào nhìn thằng này. Cho một mẻ nó xem là lọc thằng đấy hay không? Hai lần. Đi câu chả được các bạn ạ. Có cái anh bạn anh ấy đang đập đập mà tức là gì anh trăng lưới nên là mình đi câu chán được cuối cùng phụ giúp Mitchie giờ bích nấu cơm đấy. Vâng, cho vào nồi đấy để nấu đi, xong rồi cho rau vào thôi. Có hai thứ lọc, lọc cái này à? Sao còn cho nước em gì? Chả có nặng được. Vẫn là được. Giọt quá này. Ồ, nhuyễn như này mà. Đó, đổ đây thôi nó ra. Cho thêm nước trắng vào. Cái đun nữa, em thấy một số nơi người ta đun nữa, còn đôi đâu nó đun nổ dáng mà em nhỉ. Bây giờ anh xay xong bắt đầu mới đun chứ. Đun à? Thế chẳng nhẽ lại cứ thế ăn. Ồ. Anh thử cứ thế là ấy thôi. Cứ thế là nấu cho. Thì bây giờ cứ thế này cho vào nấu sủi lên rồi cho rau vào chứ còn gì nữa. Trang giấy trắng này. Nấu cái này ăn còn đảm bảo hơn là cái cua ấy. Tại vì cua nó hay có cái con sán ở trong. Cái con gì đây. Em làm một lần em gặp nên là em thích. Xay tôm này vừa ngon mà vừa nhanh. Bát canh tôm của các bạn hết này. Bát xong rồi để xay, xay rồi nấu. Nấu nó lọc. Dễ hơn là đấy, đấy. Dễ hơn là làm cua lâu hơn đấy, cua phải giã lọc. Với cua nó hay có sán. À, cuối cùng là cái xác của tôm này các bạn này. Còn nước này đây. Nấu canh. Bắt canh tôm. Không vội phải đâu. Phải làm tí mắm tôm nữa nhỉ. Ừ. Mấy năm rồi. Em nấu cơm cho anh ăn bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tóc rồi. Vào đi chợ. Vâng, hôm nay 30 rồi. Sao cái này lại rơi ra nhỉ?
Chật quá, không lật được chứ sao? Chật quá không lật được á? Để cho nó còn có chỗ thở nữa chứ. Thế à? Ý là em đang quát anh gì? Nói nhẹ. Nói nhẹ? Nhắc nhẹ. Nhắc nhẹ đấy, cường độ câu nói ghê gớm đấy. Đấy là anh nghe thấy thế chứ, em thấy nó bình thường mà. Gà chín chưa nhỉ? Gà chín rồi đấy. À, anh thử xem nào, xong rồi vớt ra hộ em với. Thế thì là Thành Na ăn dùng à? Anh chờ về à? Cho bà ăn chưa à? Không, bà đang bảo bà đi chợ về đói. Thấy nói. Xem nem chín chưa? Kiểm tra xem là hôm nay nhân nem của con gái làm như nào. Đây là chuyên gì? Nghe đến nhà thấy mùi thơm quá, mà chạy vào xảo kiểm tra chất lượng. Đùa đầu ấy nè. Đấy nè. Đói. Sao cái vị khán giả chạy về đói quá. Mẹ đánh giá ngay chất lượng nhỉ. Ăn như này ngon. Này mà ngon mà, mùi thơm ấy. Ngon lắm. Ăn nóng hổi như này mới ngon. Anh ơi, tí là nước chấm luôn đấy. À tí thì hãy tí tới về ăn cùng, ngon lắm. Ngon quá. Trứng thì trứng gà ta vàng vàng thơm phức luôn. Thơm chưa? Đạt ơi, Nhi ơi. Tí tí thì lên bông cho con bạn ăn. Tôi cứ để tí nó lên đâu mẹ, không có cái đội này nó ăn xong tí nó dừng nữa. Chào ai chưa? Tí nó lên mới ăn. Chỉ cho ăn thử đúng một miếng thôi. Bà đói. Có ạ à chứ. Đói chưa con? Đói chưa? Hả? Gà chín rồi. Nay phải con gà, nay con giữ không? Không, tí lên mâm ăn. Lên mâm bây đâu? Giờ. Không. Đi lên mâm, à đi lên nhà. Không phải đâu, lên con này con khác con mua chợ đấy con ạ. À. Con này bố thả, con này bố thả rồi con nhé. Bố thả rồi. Nhưng mà sao? Nhưng mà đói quá không chịu được đúng không? Không nhờ còn ăn em thôi. Tí nữa, vội xong. Hôm nay dùng đúng con dao của nó, chặt xương thật. Khi là dùng con dao hôm nay Thái vợ mình cứ lèm bèm. Hôm nay mà chặt nhầm nữa thì khỏi ăn cơm. Lèm bèm gì nữa? Phải là nhân, tức là phải tranh thủ mọi lúc mọi nơi để nói xấu vợ. Không con sợ gà, vợ xấu hay sao ấy? Con gà này ấy nhỉ? Vàng nhỉ? Vàng là con người luộc. Vàng là con người luộc à? Người luộc cho ấy à? Không. Cho nghệ à? Con này là nó thế đấy, em không cho tính nghệ đâu. Trêu thế thôi. Và... cho nghệ à? Màu này không phải màu nghệ.
Màu này là màu gà ngon. Hiểu không? Gà thể thao, gà chạy bộ nó phải khác bọt chứ. Mà nuôi nó lâu rồi nhỉ? Đạt ra học bố chặt gà thì mấy đứa lấy vợ còn còn để người ta thử vậy con ạ. Ừ, con chỉ biết chặt gà, bắt gà chặt gà con ạ. Gà thì bị bắt gà. Wow, ăn cơm con yêu rồi. Ăn cơm rồi. Hôm nay không ấy nhé, để tí cốc đem ăn nhé. Không có là lạnh tính ra nhé. Đấy, cái gà kìa. Con mày ăn quá cơm của con mày ăn cơm nhé. Cơm ăn đi. Không, tí mình đứng ngồi đây là khác ngồi trách ta. Con bảo ngồi đây. Con mày ông bà ăn cơm. Con mày bố mẹ ăn cơm. Con mày ngồi bà ăn cơm. Đói quá. Không sao, tí mình mua lại cho. Nào, Nhi mời lại đi, mẹ chưa nghe thấy. Đứng lại rồi mẹ. Rồi rồi, tí nữa bảo quay lại. Này, Nhi quay tay vào, Nhi mời lại mẹ nghe nào, mẹ chưa nghe thấy đâu. Quay tay vào như mẹ này. Con mời ông bà ăn cơm, con mời bố mẹ ăn cơm, mẹ mời anh đã ăn cơm. Dạ. Cháu mời chú Minh. Mẹ mời anh Minh. Em mời anh Minh chưa? Mẹ mời anh Minh. Con mời khán giả. Con mời khán giả. Thế sao bà phải nhắc, bây giờ tự mình con no nói nào. Em mời bán giả ăn cơm. Em mời bán giả. Con mời ăn cơm. Bố ăn cơm, mẹ ăn cơm. Mời cái con này. Vâng, con mời ông bà nhé. Mời Đạt mời Nhi. Mời quý vị ăn cơm. Bữa cơm hơi muộn một chút rồi. Như ăn món gì con? Mời mẹ nào. Mời bố nào. Chân đây chưa? Như con chân vào nào. Nào có ăn rau này không mà lấy cho. Con ăn nem em là ăn à, món nem à? Nó bảo nó không thích ăn thịt gà vàng. Nó chỉ thích ăn thịt gà nào. Phải trắng không? Đen đen thôi, kiểu nướng ấy. À. Ừ. Ơi, để cái thịt kia này. Nhi ơi. Này. Ăn chân nào mà con là mẹ cho ra kia ăn một mình đấy. Đâu đấy con không ăn đâu. Lâu lâu mới ăn một món luộc con. Ăn món nướng nhiều quá rồi. Con ăn nem. Con cho mẹ cái đũa nào. Con gà da vàng hay là do ăn ngô. Ăn ngô mà. Thế nên nó vàng. Đây mẹ. Nhìn vàng luôn. Nhìn làm miếng nào. Con ăn nem. Nhìn miếng đấy à. Mẹ uống nước. Con làm miếng à. Uống nước à, này giờ uống nước à. À, ngon rồi. Nhưng mà ngon ở trên này dai dai ngon ngon. Dai mềm mềm là cũng đỡ bằng ngon. Sao không ngon? Mềm mềm. Ví dụ các bạn ở Úc về, mấy bạn ăn con gà này các bạn bảo là dai quá. Vì các bạn ăn ở bên kia ấy là con gà nuôi nó bở hơn các bạn. Thì nó bở hơn. Con gà này nó ngọt cái vị dai. Gà luộc ngon hơn là gà gan. Gà gan ăn không bao giờ ngon bằng gà luộc. Vâng, cà luộc nó ngon, con này hấp nữa tuyệt vời. Nào, Đạt vào ăn cơm con. Ủa. Nói chung là các loại gà với gà ri là ngon nhất. Gà nhỏ nhỏ ngon. Hôm nay là mẹ với bố là thi nhau cúc vườn nha con nhá. Bây giờ con với bà thi nhau ăn đi. Nào. Xem nào, ai thắng. Nắm mà bà thua Nhi á. Nhà. Ôi, Nhi ăn canh giỏi không? Ăn cả rau. Con có ăn canh không? Canh cua đấy nhỉ, canh rau đay mùng tơi. Nhi với ba thua đi. Ừ, thôi con ăn đây. Canh tôm ạ. Đây. Tôm tuyệt vời. Anh Đạt ăn đi xem nào. Xem. Ôi, Nhi ăn ngọt không? Ăn kiểu này nó ngọt, con ăn canh kiểu kia nó khô. Con xúc đi, con xúc ăn nhanh rồi đấy. Bố khắc thấy con ăn ngoan không? Con ăn thịt gà không? Miếng to vào. Rồi, Nhi ăn được con ép nó.
Còn không nhiều. Ăn cái này có cột tôm, có rau, có các thứ rồi. Để anh mai để mai bà cầm cái roi đi khắp xóm đưa về nhá. À, Nhi thì đi học mầm non các bạn ạ. Cái này không phải trông, bây giờ trông mũi Đạt rồi. Đạt á? Đạt bây giờ còn trông em bé Chim kia kìa. Ừ. Con nhá, con chim trong màu nên là con đạt con em bé chim. Ừ, chim ừ. Con gà này ngon thật đấy. Mới bắt mà ngon lắm. Con này là con thấy nó đang đẻ trứng hay sao ấy, nó béo nhất chuồng ấy. Thế à? Béo nhất chuồng con ba đấy. Gì? Cái lo lô này mẹ muốn lo gì đó. Muốn gà đâu. Ừ, con muốn à, không nữa gà. Gà đâu. Đây, bà ăn thôi. Con ăn đi. Con ăn rau này mình tơi với tôm nhá. Đây là con xin ít những cái món con canh này. Tự tay xay tôm này. Không bố dùng cái dây to đấy ạ. Con dây to đấy. Cái đấy nó to nhưng bên dưới nó nhỏ xíu thôi, nó vâng. Hai lượt mà. Thì cái dây kia lâu quá. Nhưng mà xay hai lượt xin tôm. Dây này cũng được. Thế thôi mà. Con dây bằng cái dây Ta có bộ giấy. Rửa hấp. Rửa hấp. Rồi rồi. Đây là hôm nào canh vào đây tươi. Tôm có vị riêng, cua có vị riêng. Được, tuyệt vời. Cái này thêm một. Mẹ thích ăn canh tôm bởi vì nó thơm, nó không. Nó có thêm một bát canh cà nữa. À, cái quả cà mẹ, cà ghém hoặc cà nén đấy. Bên em còn thêm món đó chính là cá mắm. Cả ba món đấy thôi. Cà này, canh cua rau đay này, nước cá mắm hoặc là mắm tép trưng đấy nhỉ bố nhỉ. Đó làm đồng tuyệt vời đấy. Ăn mấy món đấy thôi, ăn thấy ăn được cơm. Nhiều khi mâm cao cỗ đầy là con thua đâu mà nấu nó lại mất thời gian đấy, chả ai ăn. Món quá làm ra vất vả người nấu, chuẩn bị mất thời gian. Ăn thành cảnh. Rồi quý vị các bạn, ngày nay thì A Pháo quay lại một cái nghỉ hè của hai bé nhà mình đó, và cập nhật lại cái thông tin gia đình nhà mình một chút các bạn. Với cái video nữa thì A Pháo sẽ lên bản và quay sau. Mấy này thì cũng bận công việc các bạn, nên là những cái lượng video mà không lên thường xuyên trên kênh được. Thì cảm ơn quý vị các bạn khán giả, các nhà hảo tâm vẫn theo dõi cái hành trình của A Pháo. Cảm ơn quý vị. A Pháo kết thúc video. Chào, chào đây Nhi ơi. Chào các cô, chào ông bà, khán giả.